DJ John Remix. Con phố đã lên đàn, lên đàn phải xuống phố, xuống phố để dây ngố như không cây đầu bởi hầm số. Vì công việc hàng ngày chắc chứ quá nhiều toàn những là bánh khô. Nên vì thế tao dù có khổ tẩy rửa đi hết những điều thống khổ. Và tao sống không có lỗ, sống luôn đúng chỗ. Thằng bên bo nó đã gọi điện, nó bảo là tối nay có show. Và tao hỏi nó đang ở mô, nó nói là tao ở casino. Ai giỡn, ai dân chơi, ngày đang giỡn, ngày đang bơi. 5 phút nữa tao rút nằm nơi, có mấy con gửi đủ tao đi chơi. Vì đêm nay tao muốn cung lên, có mấy anh em cùng đi xong ơi. Ai cũng nói bên bo mình chém là bọt gì. 95% là sai, tụi anh đẹp trai là đúng. Bốn người ra